Xin chào mọi người, hôm nay là mùng 1 tháng 1 năm 2021. Em tên Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay thì là ngày đầu tiên của năm mới, cho nên là em cũng chúc mọi người, tất cả mọi người đang xem clip ngày hôm nay một năm mới tràn ngập niềm vui và dồi dào sức khỏe ạ. Thì sau đây là em xin giới thiệu những loại lan của ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng rất là nhiều loại lan nha mọi người. Đó. Khá là nhiều loại lan. Thứ nhất ở trước mặt mọi người đây là bạch câu. Đấy. Hoa màu trắng thơm nhưng mà cũng màu tàn. Tiếp theo đó là thập hoa nha mọi người. Thập hoa. Và chỗ này thì có một ít lỏng nguyên bản nhé. Rồi qua bên đây thì có ba hình hài táo này. Và chỗ này thì kiếm hồng lan nha mọi người. Đó, hồng lan một loại kiếm rất là đẹp nhé. Tiếp theo ở đây là kiếm mặt xuân tứ thời nha mọi người. Đó. Và hôm nay em có cả mặt thu nữa này. Đấy, mặt thu này nhé. Một kiếm lô hội lá ngắn. Đấy, một dề rất là to. Và hôm nay thì cũng có kiếm bạch ngọc nha mọi người. Đó. Kiếm bạch ngọc một dề rất là to như thế này. Đấy, rất đẹp nhé. Và đây, hôm nay là toàn hàng dề. Bạch ngọc thì hôm nay cũng dề khá là nhiều. Chỉ hàng dề thôi chứ không có hàng rời. Và hôm nay thì bao hỷ này mọi người ạ. Bao hỷ thì hàng rời nhé. Đấy, hàng rời có cả hàng kiến nhỏ nữa. Rồi đây là xương cá nha mọi người. Đó, xương cá này. Và đây là phường vĩ, hoa đỏ rực. Loại này ưa nắng này. Rồi đây là lọng dày, hay còn gọi là lọng hai nhé. Và chỗ này là kiếm xích ngọc. Đấy, kiếm xích ngọc nha mọi người. Và đây là chồn. Đấy. Đây là chồn nhé. Chồn ở Công Tâm ở Tây Nguyên này thì lá nó nhỏ, cây nó nhỏ, nó không được to nhé mọi người. Đấy. Rồi em sẽ giới thiệu từng loại cho mọi người xem. Đầu tiên ở đây là hồng lan nhé. Đấy. Hồng lan thì mỗi hình là 150.000. 150.000 có cái vòi hoa nó như thế này nè mọi người. Vòi hoa nó khá là to. Lá thì nhỏ và mềm, nhưng mà vòi hoa rất là to và dài, và nó thẳng, nó cứng nha mọi người, chứ không có mềm nó rũ xuống đâu. Nó là địa lan. Đấy. Đây là vòi hoa của nó này. Nó là một loại lan rất là đẹp, hoa to. Hoa màu hồng. Mỗi hình là 5 củ như thế này, 5 dề như thế này nha. Đó. Đây. 5 củ như thế này. Và một hình là 150 nha. Hồng lan. Tiếp theo hình số 2 ạ. Đấy, 2 3 4 5. Và đây là hình số 3 nhé. 1 2 3 4 5. Và đây là hình số 4 ạ. 1 2 3 4 hình 5. Đó. 5 cái gì nhé. Rồi hình số 5 ạ. 1 2 3 4 5. Và em sang hình số 6 ạ. Cái đuôi lá của nó có một số cái đuôi lá nó bị cháy nha mọi người. Nhưng mà không sao cả đó. Cái loại này là nó như vậy. 1 2 3 4 5. Hình số 6. Rồi, tiếp theo, ở đây là cơ mo nha mọi người. Cơ mo này là 100.000, có một cây cây này là hoàng thảo. Hoàng thảo gì ta? Quên tên mất rồi. Hoàng thảo Nha Trang hả? Đấy. Và một cây lan len này. Đó, đây là lan len nhé. Một ít sóc này, một ít lọng dày này. Và một vài nhánh lan sừng trâu này. Và đây là mật khẩu nha mọi người. Rồi chỗ đây là san hô nhé. Đó, san hô thằng thòng.
Hãy combo này là 100.000 nhé. Rồi tiếp theo, ở đây thì em quay, em sẽ quay mặt thu này. Mặt thu này một dề nguyên một dề to luôn. Đấy, dề này cũng 2 kg nè mọi người ạ. 190.000 nhé. Đó. Một dề rất là to. Trồng vào một cái chậu to cũng rất là đẹp này. Đấy. Đây là mặt thu nha mọi người. 190.000. Rồi tiếp theo, ở đây thì em có 3 hình mặt xuân tứ thời này. Một hình số 1 là 70.000 này, nguyên một dề này nhá. Đó, nguyên một dề. Hình số 2 50.000 này. Đó, 2 4 6 dề. Đó. Hình số 3 cũng 50.000. 2 3. Đây có một dề cũng tương đối là gọn và đẹp này. Đó. Ba dề này nhá, 50.000. Đó. Và đây là hai táo nha mọi người. Hai táo thì một hình là 80.000 và một hình như thế này là mười mấy cây á. Đếm đếm thế này, 1 này. 2 3 4 này, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cây. Đó, 15 16 cây gì đó. Có khi là hơn á. Cái này một hình là 80.000 nhá. Đó. Còn là 80.000. Hai táo. Tiếp theo hình số 2 ạ. Hình số 2 đây. 1 này. 2 này. 3 này. Cái này nó đang có cái vòi hoa. 4 này, đây cũng đang có vòi hoa mà bị gãy này. 5 6 7 8 9 10 10 11. Rồi. Cái này 12 cây này. Hình số 2 này. Rồi hình số 3 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nói chung là nó khoảng 15 cây. Rất nhiều. Đếm rất là lâu. Đó. Hình số 3 nhé. Đây nó cũng có một cây gấu ơi hoài. Rồi tiếp theo. Một hình bạch câu như thế này là 50.000 nha mọi người. Đó. Bạch câu hoa rất là thơm nhé. Hoa màu trắng thơm. 1, 2, 3, 4, 5, 5 dề nhé. Hình số 1. Rồi hình số 2. 1, 2, 3, 4, 4 dề. Hình số 3. 1, 2, 3, 4, 5 dề. Đó, hình số 3, 5 dề. Tiếp theo. 1. Cái này là thập hoa. Một hình là 80.000 nha mọi người. Hình số 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và hình số 2, 1, 2, 3, 4 dề. Đấy. Hình số 2 tăng dài và to hơn. Rồi hình số 3 là 2 dề. Đó, 2 dề này. 2 dề khá là đẹp nhé. Hình số 3. Hình số 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Thêm một khúc nguyên bản nữa này. Đó, hình số 4 nhé. 80.000. Rồi hình số 5 cũng 80.000, hai khúc nguyên bản như thế này. Đó. Đây. Đây. Đó. Hai khúc nguyên bản này là 80.000 nhé. Rồi tiếp theo, lọng. cái lọng này thì em không biết là lọng gì nhé. Tên em chẳng không biết tên nó là lọng gì cả. Hoa của nó chắc là hoa nhỏ chứ không là to. Đây. Một cái vòi hoa cũng dài chứ không có ngắn. Nó dài lên khoảng 20 mấy xăng á. Mà hoa nhỏ một chùm như thế này. Cũng không biết nó là lọng gì nữa luôn á. Đó. Có cái khúc này thì nó có lan lan đá này. Đấy, lan kim tuyến đá này. Đó. Thì hai khúc này là 80.000 nhé. Rồi, tiếp theo hình số 2, nguyên bản số 2, nguyên bản lọng số 2 là 100.000 và đây là lọng hiệp nha mọi người. Lọng này là lọng hiệp này. Đó, nó đang có rất nhiều mầm, không biết là mầm này là cây hay là hoa nữa, rất là đẹp nhé. Nhìn nó rất là dễ thương, lá thì cũng có nhăn nhăn nữa đây. Đấy, lá này rất nhiều lá nhăn. Đó. Cái khúc này 100.000 nhé. Em không biết cái này là hoa hay là mầm ta. Đấy.
Nếu là hoa thì mình về nhà mình ngắm được này, nên là có lẽ là nó chuẩn bị ra hoa hay. Đấy, cái khúc này 100.000 nhé, rất đẹp. Một khúc như thế này mình về mình treo lên là được rồi này, không cần làm gì cả. Đấy, cây nó cũng khá là chắc chắn nha mọi người, nó bám rất chắc vào cái khúc này luôn. Khúc này là 100.000, khúc nguyên bản lọng số 2. Rồi lọng số 3 là lọng xòe nha mọi người. Đó, lọng xòe. Cái này nó cũng là nguyên bản á, nhưng mà vì cái khúc cây này nó rễ nó bám không được chắc chắn, nó lỏng lắm. Đấy. Có một vài cái rễ nó rời ra rồi. Đó, còn rất ít rễ bám vào. Cái này là 60.000 nha mọi người. Đó, lọng xòe rất đẹp nhé. Cái này lọng xòe đẹp lắm này. Rồi tiếp theo, hôm nay thì cũng có một ít lan tiểu hồ điệp. Loại này thì mình cũng trồng nó mọc ở theo những cái triền đá, hốc đá đó mọi người. Đó. Hình này là 50.000 nhé. Khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 45, 16, 17, 18, 19, 20, khoảng hai mấy cây á mọi người ạ. Đó. Cái này là nó còn nhỏ chứ nó chưa lớn đâu nhé. Nó lớn là nó to hơn nữa đây. Lá như thế này mới lớn này. Đây là đa số là còn nhỏ. 50.000 nhé. Rồi tiếp theo. Loại tiếp theo đó là kiếm bạch ngọc bà nà nha mọi người. Đó, đây, cái này là cái vòi hoa của nó này. Đấy. Cái hình số 1 là 190.000 nhé. Đó, một về. Đó, mọi người thấy tép rất là to đẹp không này? Rất cũ đẹp này. 190.000 nhé. Cái hình số 1. Anh quay xa em người xem. Rất là đẹp. Hình số 2 160.000 hai về. Đó, cái về số 2 nó có cả vòi hoa nha mọi người. Đấy, vòi hoa nó đây. Hai về này 160.000. Rồi hình số 3 400.000 một dề, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. À, mọi người nhìn thấy này. Đây. Đó. Cái này là cái cụ của nó nhé. Đó, cụ nó rất là đẹp này. Và nó xòe rất đẹp, rất đều nhé. Ừ. Cái này là nó mới tàn hoa này mọi người, ra hoa chắc cũng 2 tuần 1 tháng rồi đó. Đấy. Đấy, còn cái cây kia thì là mới ra hoa. Cây này chắc là to quá nên nở hoa sớm này. Đấy. Cái này là 400.000 nhé. Một dề kiếm bạch nà rất là đẹp luôn mọi người. To. Cái viên gạch nền 60 sao người em làm xuề hết ra luôn rồi này. Rồi, ở đây thì em có một dề kiếm lô hội lá ngắn. Một dề rất là to nhé, 135.000. Đấy, kim lô hội lá ngắn này. Đây, vòi hoa của nó này. Hoa nó dài, nó khô rồi, của năm trước. Đây, lá nó khoảng 35-40 cm. Đây là lá dài nhất là 50 cm nha mọi người. Đây. Một trăm ba mươi lăm nghìn một dề kiếm lô hội rất đẹp. Rồi tiếp theo, đây là chồn nha mọi người. Đuôi chồn 70.000 một hình, và một hình thì có 5 cây như thế này nhé. Đó. 2 này, 3 này, 4, 5 này. Đó, 5 cây như vậy nhé. Hình số 1 này. Hình số 2. Cái loại này rất dễ thuần này, và cho hoa rất là xiên nhé. Nó thơm, hoa của nó thơm và lâu tàn này. Đấy. Hình số 2 nhé. Rồi sẽ hình số 3. Đó, cũng 5 cây như thế nhé mọi người. Cứ 70.000 là 5 cây. Rồi tiếp theo. Ở đây là có kiếm sắt ngọc nha mọi người. Sắt ngọc thì hình số 1 là 70.000 như thế này. Đó. Hình số 2 cũng 70.000 nhé. Rồi,
Phần số 3 là nguyên mục về này, 90.000 nha mọi người. Đó. Về này 90.000, phần số 3. Và tiếp theo, em giới thiệu bao hỷ nha. Bao hỷ số 1 50.000. Đây là hàng giống hàng kiến nha mọi người. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cây. Đấy, 10 cây như thế này 50.000. Hoa bao hỷ rất đẹp nhá. Rồi, tiếp theo hình số 2 cũng 50.000 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cây. Đấy, 16 dây. Đấy, hình số 5 16 dây. Nó có cả kiến nhỏ xíu như thế này luôn đó. Rồi tiếp theo hình số 3 là 65.000 được 2 4 5 5 dây dài hơn nha mọi người. Đó. 60.000 à 65.000. 5 dây dài hơn này. Đó. Rồi tiếp theo, đây là xương cá hoa nhỏ nha mọi người. Xương cá này mình chơi lá này. Đấy. Một hình như thế này là 40.000 nhé. Ở đây em có hai hình, đây là hình số 1 ạ. Đây là hình số 2. Rồi, ở đây thì em có một ít lan phượng vĩ nhé. Phượng vĩ hoa đỏ. Đấy. Chùm hoa nó cũng khá là to. Chùm hoa nó cũng phân nhánh ra nữa. Đấy. Hoa đỏ rực luôn. Và loại này ưa nắng. Em có 10 cây. Đấy. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. 2, 4, 6, 7, 10 cây. 80.000 nha mọi người. Đó. Rồi, em đã quay hết tất cả cái loại lan ngày hôm nay rồi nha. Còn sót cái gì không ta? Đây, cái đây là lọng này. Lọng dày, lọng hài. Đó. Mỗi chùm nó sẽ ra hai bông như một đôi giày nha mọi người. Một đôi giày, cho nên người ta gọi nó là lọng hài, lọng dày. Hoa khá là đặc biệt và đẹp nhé. Cái này là 50.000 nha mọi người. Đó, một hình như thế này là 50.000. Hôm nay chỉ có một hình như thế này thôi. Đó. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.